Trần Phước Đại. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm món bánh xèo và bánh khọt nha. Thì nguyên liệu cho cái món này cũng đơn giản, gồm bột đổ bánh xèo. Mình sẽ dùng bột loại hương xưa này nè, mỗi bịch nửa ký. Mình sử dụng 2 bịch là 1 ký, và thêm bịch chiên giòn để cho cái bột mình nó giòn. Cái nhân của mình là gồm có tôm và thịt bằm. Và cái này là mình để làm nước mắm nè các bạn. Mình làm ở nhà luôn, không mua ở ngoài tiệm. Rau nè, các bạn thấy rổ rau ngon ghê không? Xanh tươi luôn. Mình này là rau diếp cá, rau tía tô, cải bẹ xanh và xà lách. Nước mắm thì mình sử dụng đường phèn để mình nấu nha, cho nó đậm đặc, nó ngon. Củ sắn nữa để làm nhân. Một chút hành lá và nước cốt dừa. Mình mua nửa ký nước cốt dừa. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi. Bây giờ mình sẽ đổ cái bịch bột bánh xèo hương xưa này nè các bạn vô cái thau, và trộn luôn cái bịch bột chiên giòn vô để bắt đầu chúng ta làm cái phần vỏ bánh nha. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước cốt dừa vô nha các bạn. Đổ vô, đổ hết nửa cái nước cốt dừa luôn vô nha các bạn, cho nó thơm, có màu nó đẹp nữa. Nó đặc quá các bạn, cho nên chúng ta sẽ bỏ nước vô thêm nha, chứ không bỏ nước cốt dừa nữa, tại lát nó béo, ăn nó ngán dữ lắm. Bỏ cho miếng bột ngọt, rồi dằn thêm miếng muối nữa cho bột nó vừa. Các bạn đừng có nêm đường nha, để hồi lát đó, khi mình chiên nó sẽ bị khét. Chúng ta bắt đầu làm nóng cái dĩ của chúng ta nha. Rồi chúng ta lấy cái đồ mà quét thịt nè, quét mỡ. Các bạn có thể sử dụng dầu cũng được, tại vì mình còn dư mỡ cho nên mình sẽ sử dụng mỡ. Đó. Chúng ta sẽ dít thịt bằm vô. Ôi thơm thúc luôn các bạn ơi. Mình cho tiếp tục củ sắn bằm vô luôn. Củ sắn hồi nãy mình bằm ra rồi. Khi các bạn mà chúng ta chiên bánh khọt á, thì các bạn dặn lửa vừa phải thôi nha. Mình đừng có dặn lửa cao quá, nó sẽ làm khét, mà nó không có chín cái bột ở trong. Nó khét cái bột ở ngoài mà không chín cái bột ở trong. Đại đổ cái phần bột á vô một cái ca có cái mỏ vậy nè, chúng ta dễ đổ vào cái khuôn mà nó thẩm mỹ nữa. Ồ, lem nè, mới khen mà té hang. Đó, để lên mỗi bé bánh một bé tôm. Đó, tai đại lúc nào ở khi mà làm bếp á cũng là vệ sinh sạch sẽ hết rồi, cho nên là các bạn đừng có nói là sao dùng tay nha. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại, tầm khoảng 1 tới 2 phút chúng ta dở ra và chở bánh. Các bạn dùng hai cái muỗng này nè, chúng ta chở bánh cho nó dễ. Đó, tại đại mua cái khuôn chống dính á, cho nên là chiên rất là đã luôn. Đó. Rồi chúng ta đậy nắp lại tầm khoảng 1 tới 2 phút nữa là mình gắp nó ra là được rồi. Ô còn cái nè. Trời đất ơi, sao quán gà vậy? Đó. Đậy lại. Ok, chúng ta đợi 1 tới 2 phút nữa chúng ta sẽ gắp nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới dưa chua nha các bạn. Đổ giấm vô. Đó. Rồi các bạn để cho nó sôi, chúng ta nêm một tí đường, rồi bỏ cái phần mà cà rốt với củ cải trắng á. Hồi nãy á, mình đã bào sợi rồi nè. Bỏ vô. Đó, mình đã bào sợi như thế này rồi, bỏ vô chúng ta để sôi lên một hồi. Nhắc xuống là mình đã có
cái món chua ăn chung với bánh xèo rồi. Hello. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món mà các bạn bữa giờ cũng yêu cầu rất là nhiều, đó chính là bánh khọt. Thì trên mâm đây, trước mặt các bạn đây là 200 cái bánh khọt. Thì mình với nó không biết ăn được bao nhiêu, nhưng mà sẽ cố gắng ăn hết mức tối đa có thể. Thì ở đây là vừa có nhân tôm nè, nhân thịt bằm, và trong mỗi cái đều có củ sắn ở trong đó. Ok, thì mời tất cả các bạn cùng anh em mình ăn cái món này nha. Okay, đây là cái chén nước mắm của mình nè các bạn. Chén của em. Hấp dẫn chưa? Ổng cực kỳ hấp dẫn, tại quá trời ớt luôn. Ăn thử miếng dưa chua. Em sẽ ăn thử một miếng khọt. Sao anh Hải cay quá hả? Đúng rồi. Mà nó quá cay luôn. Đây mình... Mời mọi người một miếng bánh khọt. Mời cả nhà nha. Béo. Ngon. Đảo quá. Ăn dưa chua em tưởng ăn mì á. Thật 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 thật. Vừa ăn ha. Thôi mình dùng bằng tay nha các bạn. Ăn này mà bóc bóc hốt hốt rồi mới ngon. Kiểu như mà ai mà ăn bánh xèo, bánh khọt này nè, mà sợ dơ luôn. Thôi, nghĩ ăn là vừa rồi. Sao xuất sắc chưa? Xuất sắc. Mình sẽ bỏ một cái tôm đây các bạn, và một cái đầy miệng em luôn thịt bằm. Wow, con tôm nó rớt rồi, cho nó vô miệng trước luôn đi. Cuốn rồi. Đâu được. Cuốn rồi đó. Đây các bạn, xuất sắc con bà bảy. Cho miếng giấy đi. Cho miếng giấy đi. Lấy hết bịch luôn đi anh. Hồi nãy á, mình định làm bánh xèo nữa, mà mình nghĩ thôi làm bánh khọt luôn đi, ăn cho ngon. Uống miếng nước. Ăn tiếp. Cái này cuốn với gà cũng ngon nè. Trời ơi, chứ nữa bà, có mình bà là bà không biết ăn rau. Nó không biết ăn rau thơm. Chỉ biết ăn salad à. Một cái tôm, cái bánh khọt, trứng ngoài. Có nhiều bạn nói ngon. Ăn khép khép cái mỏ lại. Trời ơi, khép cái mỏ lại sao ăn. Sao quá. Không có từ gì để tả được nữa. Khó tả. Ngon. Các bạn mình chuyên á, lửa nhỏ á, con tôm bự nó sợ nó nhảy hoài không, trước sau cũng phải vô miệng ha, nhảy chứ không biết. Ông ác thiệt. Chấm vô đây nè các bạn,
Đấy, xuất sắc quá. Đây. Gan gì cũng ngon. Ngộ lắm, chó nhà mình ngộ. Xong tới quay là nó sủa, không biết sao. Chó muốn lên sóng truyền hình. Mấy cái mà không có tôm nè các bạn. Tức là thời tiêu giờ, thịt bằm nó mà sao nè. Mình để một lớp dầu rồi thịt bằm trước chứ phải là đổ bột trước. Cho nên là nó che. Nè các bạn, thịt bằm nè. Đó. Nếu các bạn nào mà ăn đậm đà thì mình dằn một tí cờ no vô cái tô thịt bằm mà lúc còn sống á, chúng ta trộn đều cho nó đậm đà. Còn bạn nào mà không ăn thì không cũng được, thịt bằm không cũng được. Để lát mình chấm nước mắm thôi mà. Cái này nữa, ớt nhiều, rau cũng nhiều, ăn mới phê. Cái này ăn không ra, không ra gì á, không ngon lành. Cái này nó béo à, mà không có ra ăn dễ ngán lắm. Có gà ăn nó mới đỡ ngán hơn. Em mày biết ăn mấy gà này còn ngon nữa. Em thử em. Canh cải bẹ xanh á thì nó ăn được. Cứ gà cải bẹ xanh ăn không được. Bị gì vậy? Dính gan nữa hả? 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 Nó trúng cái gan đào con ha. Ngon quá. Ăn tiếp kệ nó đi. Đau chứ đau vẫn ăn à. Kêu nó đi nhổ các bạn, nó sợ bắt bác sĩ lắm. Này, bác sĩ còn ống chút thôi là hết sợ rồi. Mình kêu nó đi nhổ gan biết nó hỏi mình sao. Đỡ em khóc rồi sao. Trời đất ơi. Hỏi bệnh vậy lắm. Nó lỡ em khóc rồi sao. Nè các bạn, cái bánh này là thấy rõ thịt bằm luôn nè, nhưng mà nó hơi bị xấu một xíu. Đó, thấy không? Giờ mà hèm á. Thèm gì cũng vậy. Mua nhà làm. Không có đi tiệm. Tôm nó lăn đâu nữa. Không mà ngon thiệt các bạn ơi. Này tụi mình đổ dày á, chứ mình mà đổ mỏng ha, chắc cỡ 300 cái. Tại vì cứ tính một mẻ là 7 cái. Chứ mình không có rảnh vừa chiên mà vừa đếm đâu. Ngon ha. Ngon quá mà. Bột vừa chín tới rồi ha. Xuất sắc. Nó bị khác. Ăn không có đắng.
Bút mình là bà. Đã quá các bạn ơi. Xuất sắc. Không có bị ngán nha. Cái này chứ ăn ở nhà nó đã hơn mà tiệm. Gì? Ở nhà mình thoải mái là một chuyện. Thứ hai là hợp vệ sinh. Thứ ba nữa là cá nhân của mình không có tiết kiệm. Cắn phía góc nào cũng đụng được cá nhân ở trong. Nó lại sủa. Nó giỏi lắm chừng mình đó nha. Ăn chừng tầm 20 cái đổ lại. Ừ. Là no. Ba khay. Mà phải đang đói nha. Chứ không đói ăn nổi. Sáng giờ làm mệt. Ăn đã. Có bạn hỏi anh làm gì mà anh gì anh cũng biết nấu rồi. Mình từng mở quán cơm á, trung phần đó các bạn, với phần mình cứ nghĩ à, đối với mình cái chuyện nêm nếm nó dễ, mình nêm vừa miệng mình là vừa miệng người ta. Còn bột này các bạn, mình phải nêm sống. Một chút mặn mặn, ngọt ngọt. Đúng rồi. Còn nước mắm này nè. Còn mình làm á, tuyệt đối là không cho mặn. Mình phải làm ngọt ngọt. Cho mặn quá, ăn nó cũng không có ngon. Ăn này chủ yếu là nước mắm. Đúng rồi. Nói chung là nước mắm là linh hồn của món này. Giờ bạn có chiên, có làm bánh hộp ngon cỡ nào, bánh xèo cũng vậy, mà nước mắm không ra gì, ăn cũng đâu ngon. Này là mình làm cho cả gia đình ăn các bạn. Cậu có chục người á. Còn một ảng nó giống. Mình trưng trên đây là tầm 200 cái trên đây. Còn một thao bột chưa có chiên sao. Mình nói rồi mà không? Thèm mà làm ăn cho đã. Ăn mà nhắc tới là ngán luôn á. Thì cả đình ăn sáng chiều luôn. Sáng bánh khọt, chiều bánh khọt. Nếu mà còn nữa là tối bánh khọt luôn. Cái phần các bạn ơi, đang mùa dịch các bạn hạn chế đi ra đường. Còn nếu mình có đi á, thì các bạn nhớ là khi mình về nhà rửa tay, rửa mặt thì là kỹ lưỡng. Ở chỗ đông người thì hạn chế tiếp xúc. Lúc trước thì mỗi ngày mình mỗi đi chợ, còn giờ á có khi 5 bữa hoặc tuần lễ mình mới đi 1 lần, mình đi cho một tuần lễ luôn á. Giờ là đám tiệc là mình gửi thiệp chứ mình không đi luôn. Nói chung là người ta cũng thông cảm cho mình. Sinh nhật hay gì thì năm nào mà không có đúng không?
còn sức khỏe mới là chính. Để mình ăn cái này. Nếu chắc có đúng không? Có đếm không trời? Không. Ăn đếm gì đúng không? Xử miệng đi. Ăn cho sướng cái miệng. Đếm chi ha. Đâu sợ hết rồi. Còn ngãn sao? Kêu gì vậy? Cái xe của người ta. Ừ. Chú ai gài bơm đây? Ừ. Uống nước mắm. Mắm vừa ăn bộ. Đã. No rồi đó. Ok. Cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi coi hết video của anh em mình. Thì nếu các bạn thích video ngày hôm nay cũng như thích món ăn này và cũng như thích anh em mình thì nhớ để lại một like, subscribe và share cho anh em mình nha. Ok, để tiếp thêm động lực cho anh em mình. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm món gì hay thử thách gì thì các bạn cứ để comment bên dưới. Biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.